Chuyên thứ nhật kính chào quý khán giả của người Việt TV và xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin tổng hợp của người Việt TV hôm nay là thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2019 và sau đây là một số tin đáng chú ý Phái đoàn Anh Quốc bị nhà công quyền Nghệ An trục xuất khi xác định danh tính 39 thi thể. Một người đàn ông bị bắt về tội cướp ngân hàng trước mặt cảnh sát. Đường dây điện của PG&E gây ra hai vụ cháy rừng. Phụ nữ đầu tiên và duy nhất phục vụ trong cương vị cao ủy trưởng tị nạn Liên Hiệp Quốc qua đời ở tuổi 92. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Các quý vị, nhà cầm quyền xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã trục xuất một đoàn công tác của chính phủ Anh đến xã này để gặp thân nhân những người được cho là đã mất tích trên đường sang Anh quốc. Theo một số nguồn tin từ người dân địa phương, khi xe của đoàn mới đến địa phận xã, lực lượng công an bắt xe của đoàn đi vào ủy ban xã để làm việc. Khoảng một giờ sau, thì nhà cầm quyền xã yêu cầu đoàn phải rời địa phương và không được gặp những gia đình đang mất liên lạc với thân nhân của họ. Sau đó thì đoàn có đến gặp Linh Mục An Tôn Đặng Hữu Nam ở giáo xứ Mỹ Khánh để lấy thông tin. Như đã đưa tin thì ngày 19 tháng 10, cảnh sát Anh Quốc tìm thấy một container có chứa 39 thi thể và dường như những người này bị chết vì ngạt và lạnh. Trong khi nhà chức trách của Anh Quốc đang xác định danh tính của những người này thì nhiều gia đình ở huyện Can Lộc và Yên Thành, tỉnh Nghệ An thông báo họ mất liên lạc với thân nhân của họ. Những người có kế hoạch nhập cảnh lậu vào Anh Quốc từ Pháp và Bỉ trong thời gian trùng với lịch trình của chiếc xe container trên. Nhiều thông tin cho rằng trong 39 người thi thể trong xe container thì có 25 người đến từ Yên Thành, khoảng 10 người từ huyện Can Lộc và vài người ở Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Cảnh sát Anh Quốc đang xác định danh tính bằng phương pháp ADN và họ cần thu thập ADN từ gia đình người bị mất tích ở Việt Nam để so sánh việc nhà cầm quyền xã Vĩnh Lộc trục xuất phái đoàn của Anh quốc sẽ làm khó việc xác định danh tính của những người đã chết. Và đây có thể là chủ trương của nhà cầm quyền tỉnh Hà Tĩnh trong việc che giấu người trong địa phương mình đi lậu vào Anh quốc. Trong khi tham dự họp Quốc hội Cộng sản ở Hà Nội, thì bí thư tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã nói những việc những người dân ở huyện Yên Thành nhập cảnh lậu vào Anh quốc và bả mất là một điều đáng tiếc. Phát ngôn này của ông đã bị cộng đồng mạng xã hội chỉ trích kịch liệt. Ngày 28 tháng 10, thì Thủ tướng Anh quốc Boris Johnson đã đến nơi quàng thi thể của 39 nạn nhân và viết lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân và gia đình của họ. Nhiều người dân Anh cũng đã thắp nến cầu nguyện cho những người xấu số. Và quay sang một bản tin khác, thì một người đàn ông vừa được thả ra khỏi tù tháng trước ở tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ về tội cướp ngân hàng lại đi cướp mấy nơi liền trong một tháng và hôm thứ Hai ngày 28 tháng 10 đã bị bắt khi vào cướp ngân hàng ngay trước mặt một cảnh sát viên. Văn phòng FBI ở thành phố Baltimore hôm thứ Ba loan báo rằng là nghi can Fletcher Dorset, 51 tuổi, bị một cảnh sát viên đang lúc ngoài giờ làm việc rượt theo bắt giữ sau khi nghi can cướp một ngân hàng Bank of America nằm trên đường Honeygo Boulevard tại thành phố White Marks. Theo lời nữ phát ngôn viên Jennifer Beach của Sở Cảnh sát quận Baltimore County, thì nghi can này đã tiến vào ngân hàng, đặt một túi đeo lưng lên quầy, rồi đưa người nhân viên ngân hàng tờ giấy đòi phải nộp tiền và có ý đe dọa là có súng. Bà Beach nói rằng là một nhân viên cảnh sát quận Baltimore County lúc đó đang ngoài ca trực, đã đuổi theo nghi can khi được người thâu ngân nói cô ta vừa bị cướp cảnh sát viên này đã vật nghi can Dorset xuống đất trong bãi đậu xe của ngân hàng và dùng súng giữ nghi can tại chỗ cho tới khi các cảnh sát viên khác tới nơi và bắt giữ người này. Theo lời của phát ngôn viên Beach, thì sở cảnh sát Annapolis nói họ đang truy lùng Dorset vì tình nghi có liên hệ đến vụ cướp ngân hàng Wells Fargo vào hôm 16 tháng 10 và một số ngân hàng khác quanh đó thời gian gần đây. Nghi can này chỉ mới được thả ra khỏi tù hôm 24 tháng 9 vừa qua sau vụ cướp ngân hàng năm 2007. Và cũng trong phần tin Hoa Kỳ thì kính thưa quý vị, công ty Pacific Gas and Electric, viết tắt là PG&E, hôm nay cho biết là các đường dây dẫn điện của họ có thể đã ghi ra hai vụ cháy rừng hồi cuối tuần qua trong khu vực San Francisco Bay Area. Dù rằng đã có biện pháp cắt điện ở nhiều nơi để ngăn ngừa tình trạng các đường dây điện đổ xuống trong lúc có gió mạnh, sạc lửa khiến gây cháy rừng. Bản báo cáo của PG&E đã nộp cho cơ quan thanh tra tiểu bang nói là tới hai đám cháy khiến thiêu rụi một câu lạc bộ chơi tennis và buộc có một cuộc di tản của cư dân trong thành phố Lafayette nằm cách San Francisco chừng 20 dặm, tức là khoảng 32 km về phía đông. Hai đám cháy phát ra tại một khu vực của Lafayette, nơi PG&E quyết định không cắt điện vì nơi này không ở trong danh sách có rủi ro cao gió mạnh đã khiến gây ra nhiều đám cháy rừng ở khắp tiểu bang California và buộc phải có biện pháp cắt điện để ngăn ngừa hỏa hoạn. Có hơn 900.000 khách hàng công ty PG&E liên hệ tới khoảng 2.5 triệu người bị cắt điện hôm thứ hai, hầu hết là ở khu vực Bắc và miền Trung California. Công ty điện ở Nam California, Southern California Edison cũng cắt điện tới khoảng 25.000 khách hàng và cảnh báo rằng có thể phải cắt điện thêm của 350.000 khách hàng nữa. Công ty PG&E hiện đang bị áp lực tài chính trầm trọng sau khi các đường dây điện của họ bị coi là đã gây ra một loạt các vụ cháy rừng lớn lao và gây tổn thất nặng nề về sinh mạng cũng như là tài sản. Trị giá cổ phiếu công ty đã giảm 24% hôm thứ Hai còn là 3.80 Mỹ Kim và đã giảm hơn 50% kể từ thứ Năm tuần trước. Công ty hồi tuần qua cũng báo cáo là một trụ điện cao thế có thể đã gây ra đám cháy rừng ở Sonoma County, khiến gần 200.000 người phải di tản. Và quay sang phần tin tức về thế giới, thì bà Sakado Ogata vừa qua đời ở tuổi 92. Bà là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất phục vụ trong cương vị cao ủy trưởng tị nạn Liên Hiệp Quốc. Các quan chức chính phủ Nhật Bản cho hay, Bà Ogata đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 22 tháng 10, nhưng họ chỉ loan báo tin này hôm nay, thứ ba ngày 29 tháng 10. Họ không cho biết nguyên nhân về cái chết của bà. Nhiệm kỳ trưởng cao ủy của bà trong những năm 90 trùng với các vụ diệt chủng ở Wanda và các cuộc tranh chấp sắc tộc ở cựu liên bang năm tư. Bà là chắc của Suyoshi Inukai, tức là thủ tướng Nhật Bổn thời trước Thế chiến thứ hai, Bà Ugata bảo vệ bằng tiến sĩ về môn khoa học chính trị tại Đại học California ở Berkeley và sau đó phục vụ trong vai trò đặc sứ của Nhật Bản đặc trách tái thiết Afghanistan. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào năm 2015, bà Ugata hối thúc Nhật Bản hãy chứng tỏ tài lãnh đạo trong các vấn đề liên quan tới người tị nạn. Bà kêu gọi chính phủ Nhật hãy mở cửa để đón nhận những người cần được sự giúp đỡ. Nhật Bản là một đất nước nơi mà nhiều người tự hào về tính thuần nhất của nền văn hóa và nguồn gốc sắc tộc của bản địa. Chỉ nhận vãng vẹn có 42 người tị nạn trong suốt năm ngoái trong tổng số 10.000 hồ sơ xin tị nạn. Chuyên bị thế nhật tường trình cho người Việt TV trong phần tin tổng hợp.